ngày 21 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo số 5 TB UBTV QH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21 tháng 3 năm 2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Bà Võ Thị Ánh Xuân được giao quyền Chủ tịch nước sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thường thôi giữ các chức vụ. Quốc hội khóa 15 ngày 21 tháng 3 năm 2024 cũng đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Đây là lần thứ hai bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước Trước đó thì bà Xuân đã được phân công giữ quyền chủ tịch nước trong 2 tháng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023. Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh năm 1970, 54 tuổi, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa 11 và là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang, Bí thư tỉnh ủy An Giang. Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021, thay bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 tiếp tục bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.